Xin chào quý khán giả, xin chào tất cả quý bà con cô bác đang theo dõi kênh Facebook của CBN của chúng tôi. Trên màn hình chúng tôi đang có một em Sumi F2 gần cận như là con sơn gì nhé. Trong cái thân của nó thì đã được sơn lại nhiều một lúc khác rồi, nó là sơn mới đấy. Cắt xích rất nhanh, khỏe, thủy lực bao khỏe luôn, vip vip vip, quay tòa như trong trắng, như vật trần. Con này thì chúng tôi đang để ở thành phố Hồ Chí Minh. Quý bà con, quý chị đang có nhu cầu sử dụng Sumi F2 thì có thể liên hệ với số điện thoại trang đường video của chúng tôi để chúng tôi sẽ gửi những hình ảnh chi tiết nhất đến cho quý vị. Này thủy lực thì bao khỏe rồi, quý vị có thể đến tận nơi nhìn tận mắt sờ tay để chọn cho mình những cái sản phẩm yêu thích nhất quý vị đang cần. Bữa nay tháng 7 thì nói chung là bán xe cũng sẽ chậm lại một chút xíu, tại vì rất là nhiều quý vị có hàng đặc biệt tháng này chưa mua bán, và nhiều anh chị em thì cũng có không kiêng và cũng có nhiều công việc có thể mua, và mua vào cái thời điểm mùa mưa này thì nó có thể là rẻ hơn chút xíu so với mùa khô quý vị nhé. Quý vị cứ mạnh dạn bấm máy lên gọi điện vào số điện thoại của tôi hoặc nhắn tin qua Zalo, chúng tôi sẽ gửi những chi tiết nhất từ em Sumi F2 để cho quý vị tham khảo. Ngoài dòng Sumi này ra thì chúng tôi còn những dòng như là Busan, Hyundai, Volvo, Hitachi, Kobe, Osu, Cat, những dòng mà chúng tôi đang có. Và giống như tôi nói thì chúng tôi có 3 bãi thứ nhất ở thành phố Thuận, bãi thứ hai Bình Dương, bãi thứ ba Bình Chín. Và bãi tầng 9 này thì chuyên để những dòng Trung 3 trở lên để làm vật liệu xây dựng. Thường thì những cái máy mà chúng tôi lấy về nhập về thì đều phải test, phải đi làm hết. Nên quý vị cứ yên tâm về chất lượng, có thể là cái mẫu mã hoặc là cái dàn sơn thì nó không được đẹp bắt mắt, nhưng chủ yếu cần là cái gì, chúng ta cần thử dụng khỏe này, bơm máy chân cản quay toa thế là ok rồi. Chúng ta đi về kiếm ăn nhưng không đi theo họ. Nhiều khi là rất là nhiều anh chị em quan trọng, rất là quan trọng hình thức bên ngoài thì cũng tùy người thôi. Còn chúng tôi thì quan trọng nhất cái bơm máy rất là phần kỹ thuật, từ ngoài này có thể tôi có sơn hoặc là không sơn tùy theo quý vị. Nếu quý vị lấy yêu cầu thì chúng tôi có thể sơn cho quý vị. Và mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những sản phẩm chúng tôi đang có, nhất là những sản phẩm chúng tôi chuẩn bị ra. Chị em có thể đặt qua hình hoặc là đến tận nơi để nhìn